Hôm nay thấy Hồng Duyên đi các nơi test những cái máy mà của Dubai. Đây là mẫu thương hiệu nội địa Trung Quốc ha. Thì ở Trung Quốc nó có một cái loại chân của nó xài. Và đây là bản quốc tế thì nó xài cái mẫu chân của nó là chân M21 anh chị. Hôm nay Hồng Duyên cũng nghe người ta nói rất là nhiều về sản phẩm này và Hồng Duyên muốn tìm hiểu. Cho nên là đi cầm máy đi test các nơi luôn, test bù lon, test khoang bê tông và test những con máy này rất nhiều thứ luôn. Và xem được cái chất lượng của nó nên là hôm nay Hồng Duyên sẽ review giới thiệu cho anh chị cái mẫu này. Để anh chị mình đánh giá sản phẩm này và báo giá từng sản phẩm cho anh chị luôn. Nhưng mà trước tiên anh chị mình sẽ coi Hồng Duyên review test con này trên cái mũi khoan bê tông như thế nào nha. Ok. Cái này là đang test mũi rút lõi 60mm anh chị. Trên cái tấm bê tông đặc này luôn, dày 15 phân. Đó thì cái này là bấm đồng hồ thời gian cho anh chị mình coi luôn ha. Đó nhưng mà Hồng Duyên sẽ tua lẹ tí xíu để anh chị mình coi cho nó lẹ xíu. Và cái này Hồng Duyên chỉ khoan mức độ là không có đè ép tải dữ lắm đâu, mức độ bình thường thôi nha anh chị. Uy tín chưa anh em? Giờ muốn trái mũi luôn. Trời ơi trời. Dữ dằn. Bê tông vậy nè. Đây. Có nước vô rồi. Trời ơi nó xèo xèo luôn á. Thấy chưa? Nghe hơi nóng bay ra luôn. Uy tín chưa? Nóng nổi luôn. Bê tông nè. Đá xanh nè. Đó 15 phân. Quá dữ. Vậy là đủ uy tín rồi đó. Dù bài 160 niêu, ok ngon em, hợp lý. Anh chị thấy không, hồi trước giờ Hồng Duyên review rất nhiều sản phẩm, chưa bao giờ mà đi test cụ thể một cái máy nào nhiều như những cái sản phẩm Dù bài lần này. Hồng Duyên sẽ review cho anh chị coi đúng không? Thì lần cái model lần này Hồng Duyên review cho anh chị coi là sản phẩm của Dù bài. Đây là cái thương hiệu nội địa của bên Trung Quốc anh chị. Bên Trung Quốc nó xài cái thương hiệu nó là Dù bài này luôn. Thì nó có chữ A chữ Y nữa, theo ở Việt Nam mình vậy. Nhưng mà thương hiệu quốc tế của nó là IUB thôi, nhưng mà mình đọc nó là Dubai tại vì cái tiếng bên Trung Quốc mình dịch ra nó là chữ Dubai luôn anh chị ơi ha. Đó thì ở bên Trung Quốc cái bản của nó có chân pin của nó và đây là bản quốc tế. Nó xài chân pin M21 thông dụng anh chị ha, chân pin M21 thông dụng nè. Đó ok. Cái phiên bản hôm nay Hồng Duyên làm cho anh chị xem á, review là IB20DR13B. Thì cái máy này pin của nó là pin thông dụng 20V là 21V hoặc là 18V chân Makita đó là chuẩn ha. Thì nãy nói là đầu kẹp 13mm nè. Cái lực 160N, à, lực sáng nó 160N. Hồi trước giờ ít bao giờ Hồng Duyên review một con máy nào 160N mà Hồng Duyên nói rõ ràng như con máy này. Tại vì lần này đi test anh chị thấy test những cái cục bê tông đá xanh vậy nè. Đó, khoan một cái lỗ mà đôi khi mà anh chị mình thấy khoan liên tục là hơi khó nhằn á. Thấy không, bê tông mấy này mà rút lỗi cỡ như vậy 15 phân kiểu như vậy anh chị. Đó mà đá xanh vậy mà rút anh chị thấy ngon lành luôn. Mất 3 phút mấy chứ không phải giỡn chơi. Đây đây phiên bản của nó thì anh chị mình thấy nè. Trước tiên mình nói về số 1 đi. Mình nói về độ mượt của nó anh chị. Coi ha, nè lăn nè. Đúng không, nó lăn từ từ nha anh chị. Đó nè, nói về số 1 ha. Cho anh chị mình coi số 2 nè. Cái này nó chuyển nhông nhẹ nhàng lắm. Nè số 2 nè. Đúng không. Rồi số 1 á, maximum nó từ chậm cho tới 500 vòng một phút. Và số 2 maximum từ chậm cho tới 2000 vòng một phút. Lực xoắn là 160N. À, nhịp đập của nó là 32.000 BPM. Đó, 20V như vậy. Chức năng là anti-kickback. Nè anh chị mình thấy nè, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Vậy cái thân máy này không á, là nó nặng 1,8 kg. Có cái tay này vô, cái tay này 300g. Thì anh chị thích thì để, không thích thôi. Cái tay này vô thành 2,1 kg nha. Pin như vậy bình quân nó nặng khoảng chừng 700g đến 750g một cục 4A. Anh chị mình có thể là pin, nếu mà pin 8A đó, một cục 8A thì nó sẽ nặng, đây cục 8A này nó sẽ nặng khoảng tầm 1,1 kg. Để anh chị mình cân đối mình nên xài pin nào ha. Về thân máy á, thì sản phẩm này nó bán cái thân máy là 1.990.000 về thân máy anh chị. Còn nếu anh chị mình mua, tức là một cái thân máy nó sẽ có phiếu bảo hành của nó đây nè. Đây anh chị mình thấy phiếu bảo hành và sách hướng dẫn.
phiếu bảo hành của nó làm rất là bài bản nha anh chị. Đó, phiếu bảo hành rồi sách hướng dẫn của nó ghi rất là rõ ràng về thông số kỹ thuật. Đó, nói chung là cái hãng nào mà giá cái tầm phân khúc này mà làm chỉnh chu như này, anh chị mình thấy nó làm rất là chỉnh chu nha. Đó, có những khoang bê tông là nó một cục pin nó test ra cho mình là bao nhiêu lỗ trên cái mũi, bao nhiêu dài, bao nhiêu, nó có thông số đầy đủ cho anh chị mình luôn. Đó rồi, cái thân máy của nó lúc nào anh chị muốn vậy, có cái thân máy có tay nắm là nó nằm trong hộp như vậy hết, cái máy nào cũng nó cũng có hộp đó, và cái bọc này nó bọc bên ngoài ha. Rồi pin thì anh chị mình tùy, nếu anh chị mình xài chọn phiên bản một cái thân 1.990.000, còn cái phiên bản là một cái thân kèm một pin 4A và một sạc là 2.895.000, 2.895.000 ha, tức là sạc với lại pin 4A là nó xem khoảng chừng triệu vậy đó, dần vậy đó anh chị. Tại vì cục pin này cứ 790 một cục, cục lớn là 1.250.000 cục, cục 8A ha, còn cái cục nhỏ 2A như vậy là 450 một cục. Rồi anh chị chút xíu mình nhìn bên trong đó anh chị mình mới ghiền. Đó rồi nè anh chị mình thấy nè, máy có chức năng anti kickback, chân pin M21 thông dụng. Thì trên những cái máy như vậy anh chị mình thấy lúc nào cũng có cục cao su nè. Đó, có một số thì nó không có, và có một số hãng nó sẽ có cái này để nó giảm chấn động á anh chị, để nó giảm cái độ rung lắc này nè. Về lâu về dài nó khó bị rung lắc cục pin hơn, anh chị thấy không? Đó, nó khó mòn cái kẽm hơn nữa. Đó anh chị mình thấy nè. Đó, ok. Về cái độ hoàn thiện bên ngoài thì anh chị mình nhìn kỹ ha. Nhìn về độ hoàn thiện bên ngoài anh chị. Đó, ok. Rồi, đây là rubless motor nè ha. Cái độ, về cái độ hoàn thiện anh chị mình cứ nhìn về độ hoàn thiện thôi, thấy không? Đấy, thì UBI nè, IUB đó. Rồi về chức năng anh chị mình thấy đây nó có chức năng bắn vít, nên anh chị mình bỏ đây chức năng bắn vít này có 20 cấp độ trượt ha, 20 cấp độ trượt, đầu thì 13 ly, lóc cái cạch là cứng ha, lóc cái cạch cái là cứng. Rồi 20 chức năng trượt ha. Rồi anh chị khoan sát, rồi khoan búa, cái này hầu như test cực kỳ nhiều luôn rồi anh chị, lần sau sẽ cho anh chị xem nhiều cái video hơn nữa, tức là sẽ test một cái mũi khoan được bao nhiêu lâu. Đặc biệt cái này nó xài công nghệ ổn tốc. Khi anh chị xài bình thường á, bên hãng này nói á, xài bình thường thì anh chị bấm chạy về mức độ nhẹ, nó không đạt cái vận tốc, coi như là nó không đạt hiệu suất cao nhất của nó đâu, không? Nhưng mà khi ép tải là ok, tự động nó tăng tốc lên. Đây là chế độ tiết kiệm pin của bên hãng này. Đó, về cái dàn cơ anh chị mình nhìn kỹ cái dàn đầu. Đây, tháo cái đầu này ra cho anh chị mình coi nè ha. Tháo đầu ra anh chị mình nhìn dàn đầu rất ok. Đây đó anh chị mình nhìn cái dàn khung đế đồ ngồi mở bên trong cho anh chị mình coi nữa. Đó, anh chị mình nhìn kỹ ha. Đó, anh chị mình có cái cảm nhận như thế nào về sản phẩm này? Chưa sản phẩm nào mà Hồng Viên đi test nhiều bằng sản phẩm này đó, tại vì thấy nó ok được rồi. Đó là bên ngoài, về mọi thứ bên ngoài, về mọi mặt như vậy anh chị mình nhìn kỹ. Về đo luôn cho anh chị mình coi về cái chiều cao, nếu có pin 4A ok nó sẽ là bao nhiêu, 27, nếu mà chưa có pin thì ok nó khoảng tầm chừng 22, 21, 22 ha. Còn nói về tổng chiều dài đấy, khoảng tầm 20 nè anh chị. Đó, ok hết. Tức là Hồng Viên review cái này rất kỹ cho anh chị mình theo dõi, từ chi tiết bên trong vẫn lẫn bên ngoài. Rồi ở đây mình nói về chi tiết bên trong, mình sẽ nói về dàn nhựa, dàn cơ anh chị. Nó làm dày dặn và cái mức độ chỉnh chu hoàn thiện. Đó, anh chị mình nhìn đường nét. Tại vì những cái nhựa mà nó, ví dụ như anh chị mình thấy những cái nhựa bình thường, kiểu gì nó cũng ba dở, làm kiểu gì cũng ba dở đúng không? Làm kiểu gì nó cũng không sắc sảo như này. Anh chị mình nhìn thấy cái này sắc sảo từng chi tiết, được chưa? Đó, về dàn nhựa bên này, về rotor, xa to thì anh chị mình thấy nè, xa to dây đồng chào bá nè, thấy chưa? Đó, dài luôn nè, nói về dài đo cho anh chị mình coi luôn. Ở đây, đây đo chiều dài của xa đường kính xa to này nó tầm nhiều, khoảng tầm 26 nè anh chị, đúng không? 26, anh chị mình nhìn đổ keo khàn lại nè, đúng không? Mấy cái dây điện đi ra dây ba pha này đổ keo khàn. Rồi cái cục rotor của nó bạc đạn đầu, bạc đạn đuôi như thế này. Rồi gì nữa? Đây tản nhiệt đồng, đây anh chị mình thấy nè, nó cũng 26. Kia chiều dài 26, tròn 26 rất là vuông ha. Đó ok ha, nhông thép nè. Đó ok, từ trong ra ngoài anh chị mình nhìn ha. Hít bứt. Tao nó hít anh chị mình thấy không? Cái cục hít của nó tốt nha. Đó, cái độ hít của nó như vậy là ok. Anh chị mình nhìn trong cái này hầu như bất ngờ luôn. Về cái dàn đầu anh chị mình thấy dàn nhôm bên ngoài thấy gì dạng chất lượng à. Dàn cơ không là mình thấy cái độ hoàn thiện nó cực kỳ cao rồi. Nhông của nó là nhông thép nè anh chị mình thấy nè. Rồi, nhưng mà ở trong này bánh nhông hành tinh này anh chị mình thấy nè. Cái chỗ này mà em thấy ít có cái hãng nào làm. Anh chị mình nhìn cái nhông này nha. Bình thường nó chỉ có cái ác này, anh chị mình sẽ thấy rất nhiều người mở máy và nó không có bạc đạn đũa ở đây. Nhưng mà đối với sản phẩm này anh chị mình thấy không? Mỗi một cái nhông nó sẽ có kèm một cái bạc đạn đũa đi trong này để nó vô nó ôm nè anh chị nè, thấy không? Đó nó ôm nè. Đó, ok thấy không? Bạc đạn đũa ở đây. Chứ bình thường nó chỉ có trục này không anh chị? Đó không? Đôi khi mình nói mòn thì cũng lâu nhưng mà chạy nó không có độ mượt. Bởi vậy anh chị mình nghe cái máy này nó chạy có độ mượt, cái dàn nó im không? Đây, nó rất là im nha. Thấy không?
anh chị mình nghe không? Khi mà anh chị mình thắng á, đây là đang tốc cao nè, nhưng mà khi anh chị mình thắng lại nghe nó là sao? Êm đúng không? Đó hồng nhiên để gần cái mít luôn. Nghe không? Ok. Đó vậy, nó nhờ những cái bánh nhông hành tinh này mà nó bạc đạn, nó ôm lại nữa anh chị, nên cái dàn cơ của nó thấy là hài lòng rồi đó. Nè, đây dàn thép chịu bạc đạn đây nè anh chị. Bạc đạn trong này có gòn đâu luôn, chống mở bò tuột ra phía sau luôn. Đây có gòn chỗ bạc đạn nè, bạc đạn chỗ này vô nè. Đó là vậy là có gòn đồ đầy đủ cho anh chị hết luôn. Đó thì anh chị mình thấy không, sản phẩm đó đời mới mà, đó mới vừa ra luôn. Thì với cái giá thành này, bo mạch độ kiểu nè, chân pin M21 nè, anh chị mình nhìn về tất cả mọi thứ đổ keo càng nè, bo mạch ổn tốc là thấy ok. Đây có đèn, đèn led sáng đây nè. Đây anh chị mình thấy không, anti chết bắt nè. Đó ok đó. Nói chung là ngon. Sản phẩm này Hồng Duyên đã test rất nhiều lần rồi, nên là Hồng Duyên mới dám đưa ra giới thiệu cho anh chị như thế này. Rồi trong những chương trình lần tới là Hồng Duyên sẽ có những cái chương trình Hồng Duyên test máy này đi test. Thực sự đã test hết cho anh chị coi rồi. Một cái máy, một cái pin nó test được bao nhiêu mũi 10 ly. Trên cái bê tông mát 350 thì nó test được bao nhiêu mũi 10 ly, bao nhiêu lỗ đó kiểu. Có hết cho anh chị từ con lớn tới con nhỏ. Gọi này khoan đất, gút lỗi, gút những con bù lon, khoan những bù lon vô gỗ để test cái sức mạnh của nó, có hết cho anh chị luôn. Cho nên là anh chị mình thấy cái sản phẩm này theo Hồng Duyên nhận định là ok, chứ không có bèo anh chị. Giá cả như vậy là phù hợp với phân khúc của nó. Thì anh chị mình Hồng Duyên sẽ giới thiệu sơ lược tí xíu nha. Về cái máy khoan này ok 10 ly đó, nó làm dàn cơ, nãy nói dàn cơ. Đây, đang chạy không? Bật vô này, thấy không? Đang chạy bật xuống này, bật lên này, bật xuống này, bật lên này. Nó rất là dễ dàng. Thấy không? Chứ không phải như những sản phẩm khác kêu cành cành đó anh chị. Đó ok. Dàn nhựa bên ngoài làm cao su liền lạc. Đó này là 10 ly thôi nha. Cái thân máy này khoảng 935.000 ba chức năng. Dàn thằng này thấy nó nhỏ chứ anh chị mình thấy Hồng Duyên cũng test rút lỗi độ kiểu thử nó coi sức mạnh của nó như thế nào. Thì có những video cho anh chị coi hết. Về cái thân máy mài này khoảng 1.080.000. Tất cả đều có thùng nhựa hết nha anh chị. Đó bảo hành là bảo hành 1 năm. Rồi ở đây 1.790.000 cho một con quan bê tông 3 chức năng vậy. Đó, quan bê tông 3 chức năng nè anh chị. Đó, 3 chức năng. Đó nhưng này lực đập của nó Hồng Duyên nhớ khoảng 2 chấm mấy á, khoảng 2.5. Còn mà con máy này lực đập khoảng 3.5 nè. Nó có cái AVD là chức năng chống rung nè anh chị. Con này test thôi bị dữ luôn, test kêu bằng test rồi coi như là không còn tí pin nào luôn. Test liên tục cho anh chị coi luôn, sẽ có những video như vậy. Tại Hồng Duyên test thử những con này rất nhiều, xem về đánh giá về cái chất lượng của nó rồi. 1.890.000, 1.790.000 là nói về thân máy có thùng nhựa đầy đủ. Rồi ví dụ như là này là 1.990.000 đúng không? Bù lon lớn, bù lon nhỏ, từ từ Hồng Duyên sẽ có những cái video test và báo giá review từng con. Mấy này Hồng Duyên đi vô test xe tải luôn. Đó, sách đi test xe tải cho anh chị mình coi hết luôn. Rồi, anh chị mình có ý kiến như thế nào về sản phẩm này, anh chị mình có thể để lại comment bên dưới. Dubai, thương hiệu Trung Quốc, thương hiệu nội địa bên Quốc, nhưng mà độ hoàn thiện, độ chỉnh chu, dàn cơ, dàn nhông phải nói là ok, hợp lý trong tầm phân khúc giá nha anh chị. Rồi anh chị có nhu cầu liên hệ Hồng Duyên qua những số hotline bên trên, giá Hồng Duyên báo rồi ha. Anh chị nhớ để lại cái comment của mình bên dưới về đánh giá sản phẩm giúp Hồng Duyên ha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hồng Duyên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.